Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Xe tăng stock hay xe tăng mới được mua về chưa được trang bị mô đun cuối cùng có hiệu suất chiến đấu khá là thấp là một trong những vấn đề nan giải với những anh em mới, như anh em dân cày chính hiệu không có tiền, không có vàng nạp vào để đổi kinh nghiệm tự do, skip mô đun, skip xe. Tuy nhiên chúng ta có một vài chiếc xe tăng mua về cái đã có nòng cuối để chơi rồi, như Object 430, Conway, RHM hay chiếc Su 152 hay nhiều chiếc xe tăng khác nữa. Mình cũng đã có một video nói về xe tăng stock rồi, là chiếc TNH cấp 8 của Tiệp Khắc ấy. Thì ở video đấy mình nói hiệu suất của chúng nó ra sao, rồi thì cách chơi tối ưu nhất chúng nó tốt như thế nào. Và video lần này của mình cũng là về một chiếc xe tăng stock nhưng rất là thú vị, rất là tròn trong game. Đó chính là chiếc AT7, pháo chống tăng tấn công cấp 7 của anh nhánh Badger. Rồi, hãy đi vào cái sơ đồ công nghệ của chiếc Badger trước. Đây là 4 khẩu pháo trang bị trên chiếc AT7, trong đấy có khẩu pháo đầu tiên mang từ chiếc AT2 cấp 5 lên. Tiếp theo là 2 khẩu pháo cấp 7 mang từ chiếc AT8 lên. Và khẩu pháo cuối cùng, khẩu pháo mắc của chiếc AT7 là khẩu pháo chưa phải cuối cùng của chiếc Charioteer. Đó, chiếc Charioteer thì có cái khẩu pháo 105 là cuối cùng. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đi qua khẩu pháo này. Vậy nên anh em chơi nhánh FV405 thì khi mà sang nhánh Badger sẽ được kha khá vài khẩu pháo dùng chung. Đấy, tiết kiệm thời gian hơn đúng không anh em? Được rồi, lần này mình sẽ chơi stock chiếc AT7 với khẩu pháo cấp 5 được trang bị trên chiếc AT2. Đặc biệt ở chỗ nó được trang bị băng đạn trên chiếc AT7 anh em ạ. Và băng đạn của chiếc AT7 này là gì? Vâng, hãy đi vào cái thông số hỏa lực nhé. Đây, anh em thấy này, sát thương trung bình AP và BCR là 75, sát thương đạn nổ là 100. Khá là kém đúng không anh em ạ? Cấp 7 mà có từng đầy sát thương, chấp nhận làm sao được. Độ xuyên trung bình cũng thế, 110mm với AP, 180 với đạn ABCR và đạn nổ là 30. Theo mình thì đạn AB đạn thường ấy không thể nào mà tốt được với vai trò tấn công trên chiếc AT7. Tuy nhiên đạn vàng thì còn kha khá bắn được xuyên nhiều chiếc xe tăng cấp 7 khác. Nhưng với cái độ xuyên này cấp 8 thì tôi xác định luôn anh em chỉ có thể là chịu trận thôi. Số đạn trong băng 10 viên, wow, 10 viên trong một băng đây anh em ạ. Thời gian delay 1.09, thôi nói là 1 đi cho nó chắc ăn nhá. Tiếp theo là 12 giây băng đạn. Uầy, 12 giây băng đạn 10 viên, anh em thấy nó cũng không phải là quá nhanh đúng không? Sát thương trung bình cũng chỉ 2000, phân đán 0.37 và 1.7. Nhưng chiếc xe này lắp được thông nòng. Vâng, khẩu pháo băng đạn lắp được thông nòng. Nó giống như chiếc Chiri hay là một vài chiếc xe tăng khác cũng có kiểu băng đạn ấy, nhưng mà lắp được thông nòng. Vậy nên chúng ta có thể giảm được nhé. Có thể giảm được cái thời gian nạp đạn một băng này xuống dưới 10 giây với đồ tím, với các kiểu quạt đấy cắm nắc. Thế rồi, mình nói luôn đồ chơi của chiếc AT7 thì chiếc xe này chỉ có chạy 20, tiến 20 và lùi 10 thôi. Vậy nên mình mang nitro nhá, mình có mang nitro. Tiếp theo mình cũng sẽ mang xoay trở hoặc là vấu xích, nhưng mà thôi, theo mình anh em nên mang xoay trở để có thể giảm đi cái độ vỡ tâm khi xoay xe. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về bộ giáp của chiếc AT7. Cái nhánh Badger ấy thì cũng đã được búp rồi, búp giáp rồi, nhưng cục U của chiếc AT7 vẫn rất là yếu so với cấp 7 của nó, đặc biệt là cục U lớn nhất. Cục U này hiệu quả thì đâu đó khoảng 150 đến 160 thôi. Hai cục U còn lại, đây cục U trước mặt này thì là 200, cục U đằng sau cũng 200. Phần lái xe khá là vuông, cũng 200mm, nhưng cái phần dưới lái xe này, cái phần mình đang chỉ như này, chỉ có 152 đến 160 thôi. Những kẻ địch cao ấy, họ hoàn toàn đấm thẳng xuống được như là IS, Tiger hay là KV3 hay T29. Vậy nên chiếc AT7 này chỉ hiệu quả khi đứng ở xa, kẻ địch khó có thể ngắm vào cục U thì chúng ta mới phát huy tác dụng được bộ giáp. Còn nếu chúng ta đánh tầm gần thì chiếc AT7 này vẫn lộ ra các điểm yếu để kẻ địch xuyên. Bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc AT7 với nòng pháo stock băng đạn 10 viên thú vị này nào. Lưu ý một chút cho anh em là cái nòng pháo stock cấp 5 của chiếc AT7 này có độ xuyên đạn thường rất là kém. Vậy nên mình đã mang full đạn vàng ABCR để bắn cho nó tít, bắn cho nó sướng. Bởi vì tài khoản demo mà, bạc nó không quan trọng ở tài khoản này. Cho nên như anh em nào dị ứng đạn vàng thì có thể dừng video lại tại đây. Và như anh em nào mà muốn tận hưởng cái thú vui trên chiếc AT7 với khẩu pháo stock 10 viên đạn này, 10 viên đạn cho băng này thì tiếp tục video với mình nhé. Rồi, mình có bắn 2 trận đấu trên chiếc AT7 và theo tiêu chí của xe tăng stock, mình cũng đã mang luôn xích và động cơ stock trên chiếc AT7. Nhưng trận đấu ở Stepback thì mình xin phép anh em cho mình mang động cơ với xích mắc. Còn cái trận đấu trước đó của trận đấu Stepback là El Halut, mình cũng đã lấy tiêu chí là chỉ chơi stock thôi. Thì có mang xích và động cơ stock thì tí nữa chúng ta sẽ xem trận đấu ấy nhé. Vì sao mình phải làm như vậy? Bởi vì anh em ơi, mình mang nitro trên chiếc AT7 này nhưng không mang xích và động cơ thì nó chạy không khác gì không mang nitro cả. Cho nên
lưu ý cho mình, nếu anh em có thích chơi kiểu hardcore trên chiếc AT7 đấy thì vẫn phải cố gắng lên cái động cơ V6 nhá, chứ không xoay rất là chậm và đi rất là chậm đấy. Được rồi, trận đấu này là trận đấu công thủ và mình ở đội công, mình sẽ tấn công cánh 1-2, bởi vì cánh 1-2 này có kha khá những vật cản để cho mình đứng, còn cánh 8-9 ấy rất là hở, mình không thể nào đi cánh 8-9 được. Được rồi, trước mặt mình là T34-100, anh ta chạy vào vị trí quan trọng C1, Chiri và với 45TB đang tấn công vị trí của T34-100. Rồi, để xem nào, cơ hội của mình để xả chiếc T34-100 chăng? Đây rồi, ngang thân, chuẩn bị xả đạn, tầm rất là to. Lấy đạn, không trúng giáp. Xuyên một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. Vâng, mình bắn 5 viên xuyên chiếc T34-100. 7 viên được bắn ra, 2 viên ban đầu thì lấy đạn và không trúng giáp. Nói chung vậy thì cũng ổn rồi. Với chỉ khoảng đâu đó gần 10 giây mình bắn được 400 sát thương vào chiếc T34-100. Không kịp ngáp luôn. Trước mặt mình là T28HTC đứng chấn giữ cục đá F2 và 3 tăng hạng nặng bên địch đứng chấn giữ cánh E2. Khá là căng đấy, trong đấy có Black Green cùng với Tiger 131 với chiếc KV2. KV2, chắc KV2 sử dụng khẩu pháo 152 rồi. Mình đảm bảo. Đúng vậy. Trượt 3 viên, trượt 4 viên. Rồi, xuyên rồi. Lại trượt. Đùa tôi à? Mình bắn hình như là 7 viên và trượt cả 6 hay là trượt 5 viên gì đấy anh em ạ, mà chỉ xuyên được đúng một viên vào KV2. Được rồi. Chiếc KV2, anh ta đang có ý định chạy ra. Chạy đây. Chạy đây. Rồi, lại không xuyên rồi. Xuyên. Lại lấy đạn. Rồi, xuyên. Ok. Có thể thấy rằng cỡ nòng của chiếc AT7 Stock này chỉ có 57mm thôi. Và mình nói gì với anh em rồi, cỡ lòng nhỏ thì cái lực đạn ấy nó rất là yếu. Cả kể anh em có đội xuyên tốt đến mấy ấy thì nó rất là dễ nảy đạn. Bởi vì cái giáp của họ chỉ cần nghiêng hoặc là có giáp rỗng tí thôi là đạn của chúng ta không đủ lực để xuyên vào ấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng nhiều anh em nói rằng ở ngoài đời cỡ lòng càng nhỏ thì cái khoản lực xuyên vào giáp càng cao. Cái đấy mình không biết, nhưng mà thực sự trong game của chúng ta thì khác. Vâng, mình chạy ra xả kẻ địch 5 viên thì trúng 2 viên KV2, trúng 2 viên Tiger 131. Chiếc KV2 thì anh ta sử dụng đạn AP anh em ạ. Được rồi, chiếc AT7 chúng ta có điểm yếu là cục U rất là to đúng không? Mình sẽ có một cái trick cho anh em như thế này. Anh em khi mà di chuyển ấy, khi mà di chuyển tấn công kẻ địch ấy, thì hãy cố gắng là xoay xe liên tục trái phải, nhưng trái phải ở đây anh em phải di chuyển tiến lùi nữa, bởi vì cục U của chiếc AT7 nó nằm chính giữa xe. Thì khi mà anh em xoay xe đứng yên thì cái cục U đấy nó vẫn ở trục anh em ạ, nó vẫn ở cái trục đứng yên đấy, nó xoay thôi chứ nó không lệch sang trái, lệch sang phải. Cho nên kẻ địch hoàn toàn vẫn có thể bắn xuyên nếu anh em chỉ xoay xe thôi. Vậy nên hãy kết hợp cả tiến lùi và xoay xe thì lúc đấy cục U chúng ta nó sẽ đi theo hướng zig zag zig zag. Rồi, may quá anh em ơi, HTC và Chito không bắn mình mà bắn chiếc 45TB. Mình sẽ quay trở lại để tiêu diệt chiếc T8 HTC, và mình biết điểm yếu của chiếc HTC ở đâu. Đó chính là cục U hai bên. Một viên, hai viên, ngon lành luôn. Hai viên xuyên liên tục vào cục U chiếc T28 HTC. Anh ta cũng bị bất ngờ đấy. Anh ta tưởng mình không bắn xuyên cho nên là cứ đứng trực diện thôi. Và bây giờ là chiếc Chito. Đấy, anh em thấy không? Đó. Mình vừa di chuyển vừa xoay xe để hạn chế việc mà kẻ địch bắn vào cục U. Đó là một cái trick trên chiếc AT7 hay chiếc AT8 và đặc biệt luôn là chiếc Tortoise. À, mình quên không nói với anh em rằng là khẩu pháo của chiếc AT7 đặt lệch sang bên phải nhá. Cái khẩu pháo của nó đặt lệch sang bên phải, cho nên nếu mà anh em có cái bức tường bên trái thì cũng sẽ ngon đấy, che chắn được cho anh em gần 2/3 thân. Nhưng nếu mà có bức tường nào đó bên phải thì chắc chắn rằng khi anh em đi ra để bắn kẻ địch, anh em sẽ lộ rất là nhiều. Được rồi, chạy vào xả chiếc Black Green. Một viên, lấy đạn. Quyết định bắn KV2 tiêu diệt anh ta luôn. Còn hai viên đạn, xả lốt nào. Ngon luôn. Được rồi, đạn vàng của mình không thể bắn xuyên được gầm của chiếc Black Green khi mà anh ta nghiêng xe. Tuy nhiên mình sẽ chạy ra để tiêu diệt chiếc Tiger 131 trước. Một viên, hai viên tiêu diệt. Rồi, thêm viên nữa nào. Chặt xích chiếc Black Green. Và bây giờ anh ta đang đứng chịu trận anh em ạ. Delay 1 giây, delay khoảng 1 giây thôi, mình nói 1 giây cho nó đẹp. Chiếc Black Green phải đứng chịu trận. Và trước mặt mình là Su 152. Vâng, mình đang cố gắng xoay xe để đề phòng anh ta bắn được. Rồi, anh ta bắn trượt rồi. Xả nào, lấy đạn. Sát thương nghiêm trọng. Hay quá, sát xích luôn. Ô, trượt cơ. Rồi, tiếp nào. Rồi, anh ta đi vào vật cản rồi, mình không thể bắn được. Bây giờ là chiếc Chito đang chạy ra. Mình đang nạp đạn, anh ta không thể bắn xuyên được mình với đạn thường. Mình đảm bảo.
Bởi vì cái cục U của chiếc AT7 cũng đâu đó khoảng 150 mà. Vâng, như vậy mình đã tiêu diệt luôn chiếc Chito rất nhanh gọn lẹ, non stop luôn, đẩy liên tục. Su 152 vừa bắn, vậy nên mình có thể ra bắn anh ta. Anh ta vừa hứng chịu 582 sát thương từ chiếc STMU. Bó tay, mình bắn tận 3 viên mới tiêu diệt được chiếc Su 152. Trận đấu này thì bên mình có lợi thế rồi, tỷ số là 9-6, lãi 1.007 máu rồi. Được rồi, trận này là trận công thủ cho nên mình không muốn mất thời gian để tiêu diệt những kẻ địch ở xa đâu. Không biết ai vừa bắn nhở? À, STMU bên địch. À, đây rồi, anh ta rồi. Mình còn 7 viên đạn, xả nào. 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên và 6 viên. Yeah. Chiếc STMU anh ta bị vật cản đằng sau là cái tảng đá đấy, cho nên anh ta không lùi lại được. Và mình đã tận dụng cái thời gian mà anh ta bị trục trặc, bị chặn lại ở đấy, và mình xả đạn tới tấp vào anh ta luôn. Nhưng mà lưu ý cho mình, cái khẩu pháo này có độ phân tán nó hơi to khi mà chúng ta di chuyển và xoay xe, vậy nên cần phải ngắm kỹ. Chưa kể cái thời gian ngắm ấy, nó lâu hơn thời gian delay. Cho nên nếu anh em muốn bắn xa ấy, thì hãy cố gắng là chờ thu hết tâm một chút rồi hãng khai hỏa viên tiếp theo. Hellcat, mình ăn được 5 mạng rồi. Có thể lên được 6 mạng không? Trượt, trượt, nấy đạn. Rồi, mình bắn 4 viên mới tiêu diệt được chiếc Hellcat anh em ạ. Và mình lấy được top gun rồi. Trận đấu chỉ còn khoảng 3 phút thôi, cho nên mình sẽ chiếm căn cứ anh em ạ. Rồi, bên địch thì còn chiếc Thai 64 và chiếc Challenger đang đứng ở vị trí K7 K8, cho nên là mình sẽ cố gắng là chiếm căn cứ để đề phòng hết thời gian anh em ạ. Bởi vì trận này là trận công thủ mà mình là đội công. Nếu như mà không tấn công được vị trí của Thai 64 cùng với chiếc Challenger, bên mình sẽ hết thời gian và không thể chiến thắng được. Vậy nên mình thì mình không muốn lết đến đấy đâu. Nói thật với anh em, mình mà lết đến cái vị trí K7, K8 chắc hết xử nó 1 phút 30 giây rồi. Thì còn thời gian còn lại ấy, không biết có tiêu diệt được chiếc Challenger với Thai 64 không. Cho nên là mình quyết định là sẽ chiếm căn cứ để có một cái phương án an toàn chiến thắng. Rất là may là trận đấu này mình chiếm xong thì đồng đội mình cũng tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Cho nên một trận đấu chiến thắng bằng hai cách một lúc. Mình đang ngắm vào vị trí của chiếc Thai 64, bởi vì vị trí của chiếc Challenger mình không bắn được. Rồi, để xem chiếc T-52 bên mình có thể soi được không. Mình nghĩ rằng họ không rời khỏi vị trí này đâu, bởi vì Hellcat đứng ở vị trí G0 bên mình ấy, cũng đã chấn giữ cái cánh đấy rồi, cho nên kẻ địch chắc không chạy qua đâu. Rồi, Challenger còn khá là nhiều máu, không biết Thai 64 đâu rồi. Rồi, Challenger chỉ còn 240 máu thôi, 30 giây cuối cùng nào. 30 giây cap, 30 giây chiếm căn cứ. Và Thai 64 đang chạy ra, mình đang căn trước. Chuẩn bị. Bắn. Trúng luôn ạ. Rồi, cắm đất rồi. Rồi, pha đấy mà đồng đội mình không bắn trúng thì hình như mình cũng bắn trúng đấy. 10 giây cuối cùng nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, như vậy mình đã được huy hiệu chiếm căn cứ thành công 100% và đồng đội mình cũng tiêu diệt chiếc Challenger. Anh em có thể thấy rằng trong trận đấu này mình bắn được 3.001 sát thương, chặn được 2.000, soi được 816. Nói chung mình đẩy khá là nhanh, mình không chần chừ xả đạn kẻ địch, cố gắng làm sao làm cái mũi giáo tấn công cho đồng đội đấy. Và có thể thấy rằng là tăng hạng nặng bên địch ấy chịu trận dưới làn đạn của mình anh em ạ. Cứ vậy mà xả tới tấp, mình mất máu chủ yếu từ một phát đạn chiếc Hummel mà thôi, chứ chẳng ai bắn xuyên được mình cả. Đó, cho nên bộ giáp của chiếc AT7 vẫn khá là uy tín với cấp 6, cấp 7 nha anh em. Tuy nhiên những kẻ địch sử dụng đạn vàng hoặc chúng ta lên cấp 8 ấy, thì bộ giáp này không uy tín đâu. Được rồi, sang trận đấu đầu tiên mà mình bắn trên chiếc AT7 Stock này nhé. Trận đấu ở El Haloop là trận đấu đầu tiên mình bắn trên chiếc AT7 với khẩu pháo Stock. Hồi xưa ở tài khoản chính mình đã bắn chiếc AT7 rồi, nhưng hồi đấy mình cày nhánh FV405 xong ấy, thì đã có nòng mắc trên chiếc AT7 rồi, cho nên mình không sử dụng cái khẩu pháo này. Và đằng sau mình là chiếc AT8 cùng chiếc AT15A. Thì chiếc AT15A ấy là tăng premium nha anh em. AT8 là tăng tiền nhiệm trước đó của mình. Nhưng mà anh em thấy lạ không? Số 8 lại lên số 7. Rất là giống chiếc IS8 hồi xưa chưa đổi tên thành T10 cũng lên chiếc IS7. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Có thể thấy rằng khi mà mình mang Nitro, mình còn đang chạy chậm hơn cả chiếc AT8 anh em ạ. Vì sao? Bởi vì trận đấu này mình không lên xích, mình không lên động cơ, mình chơi stock luôn, mình chơi full stock trên chiếc AT7. Cho nên tí nữa anh em sẽ thấy đoạn chiếc AT8 này chạy vượt mình. Rồi, anh em nghĩ sao với cái khẩu pháo băng đạn 10 viên trên chiếc AT7 này? Nó có thực sự là kiểu như là, làm sao nhỉ, áp đảo kẻ địch không? Theo mình với đạn thường thì không thể nào áp đảo được kẻ địch.
Với đạn vàng thì còn gọi là chun chút, nhưng trong cái khoảng mà chúng ta 9 nhân với 1,09 thì thôi mình nói là 10 giây đi cho nó đẹp, 10 giây xả đạn kẻ địch. Anh em biết trong 10 giây đấy kẻ địch có thể làm gì anh em không? Dạ, họ có thể bắn anh em, họ có thể chặt xích anh em, họ có thể chịu thiệt hại để chạy vòng ra đằng sau anh em. Đó, 75 sát thương một viên nhân với 10 viên là 750. Anh em cứ nghĩ rằng chúng ta làm đạn phun đồ các kiểu là dưới 10 giây, 10 giây cho 750 sát thương. Không, chúng ta phải cộng thêm 10 giây nữa hoặc là 9 giây nữa thì tổng thời gian mà chúng ta gây 750 sát thương vào kẻ địch là gần 20 giây anh em ạ. Đây là bài toán mình đặt ra thôi, còn không biết mình nhân đúng không, nhưng chính xác là như vậy đấy anh em ạ. Anh em đừng nghĩ rằng là chiếc xe này bắn 750 sát thương mà chỉ mất khoảng 10 giây. Không có chuyện đấy đâu, chúng ta phải tính cả thời gian nạp đạn nữa. Cho lên, thà nhé, thà anh em bắn khẩu pháo 230 sát thương hoặc khẩu pháo 175 hay sao ấy, đấy, anh em xả đạn liên tục vào kẻ địch thì sát thương trung bình nó sẽ cao hơn nhiều, thay vì phải chơi cái khẩu pháo bằng đạn này. Chưa kể chúng ta lắp đạn 10 giây, kẻ địch hoàn toàn có thể chạy vào chặt xích anh em rồi chạy vòng ra đằng sau. Cho nên chiếc AT7 nên đi cùng đồng đội. Và bây giờ mình đang chạy ra để xả chiếc KV1S. Cơ hội, ai đẩy mình vậy? Ủi, ông AT75 tự dưng đẩy mình. Rồi, trượt rồi. Xuyên, nảy đạn. Rồi, FV bắn xuyên mình. Một viên cuối cùng, lại nảy đạn rồi. Rồi, mình chạy ra xả chiếc KV1S. Chỉ được 3 viên thôi. Ông AT15 này, ông cứ đẩy mình nhở, được thế nhở. Rồi, cơ hội tiếp theo của mình để ra xả đạn chiếc KV1S và chiếc OI. Và chiếc KV1S đã bắn xuyên cục U của mình. Chiếc OI cũng bắn xuyên cục U của mình ở khoảng cách xa luôn anh em ạ. Trời ạ, mình có thể tin được không? Đây, hai phát đạn xuyên liên tục vào cục U. Lại trượt, xuyên, 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 xuyên. Nảy đạn, đã không bị xuyên. Không bị xuyên, lại bị chiếc OI bắn vào cục U. Anh em thấy tác hại chưa? Anh em thấy tác hại của việc đặt khẩu pháo ở bên phải chưa? Đó, vì khẩu pháo đặt lệch sang bên phải cho nên khi mà mình chạy ra bắn kẻ địch, mình lộ 2/3 đến 3/4 phần thân. Trong khi đó chiếc AT-15A đặt khẩu pháo ở giữa, chiếc AT-8 cũng đặt ở gần giữa. Họ lợi thế ở như vậy, nhưng chiếc AT-7 là một trong những pháo chúng tăng mà mình không thể nào chấp nhận được cái việc đặt khẩu pháo nó như thế này. Giá như mình ở cánh bên trên, mình ở căn cứ bên trên thì cái khẩu pháo của mình sẽ được ở bên phải cái bức tường, thì có phải mình sẽ che chắn được phần thân không? Nhưng không. Yeah. Xuyên. Không được, cánh xe rồi. Bắn chiếc OI nào. Mãi không trúng gì cả. Xuyên. Rồi, anh ta vừa bắn trượt mình rồi, may quá. 3 viên đạn cuối cùng. Bắn được không đây? Thôi, bỏ qua đi. Lùi lại, không pháo ném. FV304 cầu đạn kinh quá. Đấy, cho nên là mình nghĩ rằng chiếc AT7 là một trong những con xe đáng skip nhất nhá. Đáng skip nhất, đáng bỏ qua nhất ở cái game này. Anh em không nên chơi chiếc AT7, mình nói thật, anh em không nên chơi chiếc AT7. Anh em nên chiếc AT15 thì phải. AT15 cấp 8 đúng không? Anh em sẽ có cái khẩu pháo 80 mấy inch ấy, có phải không? Hay là mình cũng chẳng nhớ nữa, khẩu pháo mà 280 sát thương ấy. Khẩu pháo đấy bắn khá là ngon, spam đạn khá là tốt. Khẩu pháo đặt ở giữa và cục U nó cũng khá là nhỏ nữa, giáp uy tín hơn. Cho nên là mình nghĩ rằng anh em lên chiếc AT15 đấy cũng được. Hoặc anh em lên thẳng chiếc Tortoise hoặc chiếc Badger, chứ không nên ở lại chiếc AT8 và chiếc AT7. Bởi vì hai chiếc xe này có điểm yếu rất là chí mạng luôn ấy. Rồi, mình thì mình đang cố gắng căn chiếc VK30-1D. 4 viên đạn cuối cùng, mình không muốn lặp lại băng đạn đâu. Anh ta thò ra là mình có thể bắn xuyên vào tháp pháo. Bên mình thì đang gặp bất lợi lớn anh em ạ. Tỷ số là 26, 27, 28 rồi. Vừa dứt đời cái ba kẻ địch bay màu luôn. Và chiếc Chiri đang làm gì vậy? Trời ơi, Chiri ơi. Xuyên. Rồi, mình còn 3 viên đạn, không muốn lặp lại đâu. Bởi vì mình biết rằng chiếc VK có thể chạy ra bắn mà. Cơ hội. Lại không trúng rồi. Lại không trúng rồi. Rồi, viên cuối cùng thì lấy đạn. Stock ơi là stock. Khởi động trận đấu thì mình mới bắn được có 1.000 sát thương thôi. Chặn được 1.600. Nói chung thì... 1.165, mình xin lỗi. Và bây giờ là chiếc E25. Anh ta đang móc đồng đội mình. Mình sẽ cần phải quay trở lại để tấn công vị trí của E25. Kẻ địch đang chiếm căn cứ rồi. Càng quá. Bắn được chiếc E25 không? Và trước mặt mình là Su-100. 650 sát thương. Nếu mình bắn xuyên hết thì chiếc Su có thể bay màu. Trượt một viên rồi. Su-100 đứng chịu trận luôn anh em ạ.
Yeah, như vậy là mình chỉ bắn trượt đúng một viên và chiếc Su 100 thôi. Còn lại anh ta đã bay màu sau một băng đạn của mình. Ô, chiếc leo mất hình này. À, tầm nhìn của mình chưa mắc anh em ạ. Tầm nhìn của mình chưa mắc cho nên mình không thể soi thấy chiếc leo. Tỷ số bây giờ là 5-2. Với cái số máu là 224 như thế này, nòng pháo stock như thế này thì mình nghĩ rằng mình không thể cân team được đâu anh em ơi. Chắc chắn là kẻ địch có thể quay mình. Bởi vì trận đấu này mình cũng sử dụng xích với lại động cơ stock nữa. Cho nên này anh em thấy không, xoay xe rất chậm. Yeah, mình vẫn kịp thời tiêu diệt chiếc T-143. Và bây giờ là chiếc leo. Mình có thể tiêu diệt được chiếc leo không? Khóa mục tiêu. Trượt rồi. Xuyên. Xuyên, trước mặt mình là chiếc Skoda. Mình sẽ dành hết số đạn còn lại bắn chiếc Skoda. Viên cuối cùng. Yeah, viên cuối cùng của mình đã tiêu diệt được chiếc Skoda. Tuy nhiên thì chiếc E25 đã sử dụng đạn vàng và tiêu diệt mình. Rồi, trận đấu này thì mình bắn được 2K3 và chặn được 1K3 thôi. Đây là trận đấu đầu tiên mình làm quen với khẩu pháo này, cho nên mình không thể tin được rằng là cái khẩu pháo này có độ phân tán kém đến như vậy. Cho nên là mình cứ xả đạn tới tấp mà chưa kịp thu hết tâm ấy. Cho nên là anh em nên rút kinh nghiệm nhá, đừng học tập mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng anh em cũng sẽ bỏ qua khẩu pháo stock này thôi. Nhưng nếu anh em mà có chơi cái khẩu pháo stock này để tìm cái thú vui, tìm cái thú vị trên chiếc AT7 thì ok. Thì lưu ý cho mình là thời gian ngắm cũng như độ phân tán thu hết tâm của nó ấy, nó kiểu như là chậm hơn cái thời gian delay. Cho nên hãy cố gắng là chờ thu hết tâm bằng xả. Hoặc anh em áp sát kẻ địch, thì khi mà chúng ta áp sát kẻ địch thì cái độ phân tán nó không còn quan trọng nữa. Quay trở về gara nào. Đây là thành tích của mình khi mà chơi AT7 stock. Trận đấu LH Loop thì mình bắn không được tốt cho lắm, chỉ được 2K3 và lấy được hạng 3 thôi. Không tốt cho lắm anh em ạ. Trận đấu Stepped thì mình bắn tốt hơn. 3K1 sát thương, 2000 chặn, 920 hỗ trợ, lấy được M lần đầu, Top Gun, huy hiệu Invader, có nghĩa là chiếm căn cứ thành công, và 2 caliber. Điểm đội 1610 kinh nghiệm gốc. Wow. Nói chung thì trận đấu này mình bắn toàn là cận chiến thôi, cho nên là số kinh nghiệm gốc mà mình kiếm được cũng khá là cao. Thôi bỏ qua đi. À đây, mình cho anh em xem. Mình bắn 79, trúng mục tiêu 61 và chỉ xuyên được 44 thôi. Có nghĩa là cái đạn xuyên của mình ấy nó chỉ được 50% so với phát đạn mình bắn ra. Và bây giờ chiếc Black Green bị mình bắn xuyên 8 viên đạn. T-34 5 viên, Su 4 viên, ST 6 viên, T-28 thì 2 viên không nói, và KV-2 9 viên đạn, Tiger 6 viên đạn. Wow, nói chung thì xả đạn sướng lắm anh em ạ. Được rồi, mình không biết là anh em thấy chiếc xe nào stock thú vị trong game. Nhưng với mình, AT7 là một chiếc xe tăng có khẩu pháo đầu tiên nhá. Khẩu pháo đầu tiên mua về rất rất là vui, rất rất là trôn trong game. Có thể khiến kẻ địch gặp ức chế khi mà thấy cái vạch đỏ ấy. Anh em biết cái panel vạch đỏ nó hiện trên màn hình không? Chúng ta bắn tới tấp vào kẻ địch, thế là họ bị choáng bởi những cái màu đỏ đấy hiện lên trên màn hình. Đấy, rồi thì cái tiếng xuyên giáp của chúng ta liên tục, ông chỉ huy hay là ông pháo thủ nói mỏi cả mồm. Đấy, được rồi, lưu ý cho mình nhé. Anh em hãy học cái kỹ năng ngắm chết cho mình, tăng khả năng sát thương kíp lái và mô đun kẻ địch. Vì sao lên học cái kỹ năng này? Bởi vì 10 viên đạn của chúng ta, tuy cái khả năng sát thương mô đun của cái khẩu pháo 57 mini ấy nó khá là kém, nhưng nếu chúng ta bắn liên tục vào một vị trí có thùng đạn, có thùng nhiên liệu hay có động cơ thì hoàn toàn chúng ta có thể gây cháy, gây nổ thùng đạn, khiến kẻ địch bay màu luôn. Đó, cho nên hãy học ngắm chết trên chiếc AT7 này. Đằng nào thì những cái khẩu pháo khác ấy nó cũng spam đạn mà, 3 giây, 5 giây đấy, một viên. Cho nên theo mình hãy học ngắm chết trên chiếc AT7 này, và đặc biệt hơn là cả nhánh Badger cũng nên học ngắm chết. Ngoài ra thì anh em học vẩy súng thì theo mình nghĩ rằng vẩy súng nó chỉ tác dụng trong cái góc quay thôi, cho nên là nó cũng không có ngon cho lắm. Vì sao? Bởi vì chúng ta cũng phải hoàn toàn phụ thuộc vào việc xoay xe. Cho nên ấy, anh em hãy cố gắng học cho mình cái kỹ năng lái lụa. Đây, cái lái lụa này thì nó sẽ giảm cái độ phân tán khi chúng ta di chuyển hay xoay xe. Ngoài ra học vượt địa hình nữa cũng được. Cái này thì không biết là di chuyển này nó có tính cả xoay xe không, nhưng mà mình không biết. Nhưng mà nói chung thì nên học nhá, cả kể cái phanh ly hợp này nữa. Rồi, anh em nghĩ sao về chiếc AT7 với khẩu pháo cấp 5 băng đạn 10 viên thú vị này? Thì đừng quên bình luận phía bên dưới nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video thú vị tiếp theo. Bye bye.